Hello, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Bánh Bao Cuộc Sống Chiếc Chiên Trung Quốc. Thì cả nhà ơi, hôm nay em sẽ làm cái bánh bao chiên cả nhà. Thì bột của em nó đã nổi như thế này rồi cả nhà, nó nở nguyên cái chảo bự luôn rồi nè. Bây giờ em sẽ có má chồng em đây nữa cả nhà. Bây giờ em sẽ nhồi cho cái cục bột này nó hết khí xuống cả nhà. Thì bây giờ em sẽ lấy cái bột này ra cả nhà. Nó đã nở rồi nè cả nhà. Cục bột nó đã mịn quá cho mịn luôn rồi nè cả nhà. Đây cả nhà ơi, cục bột. Thì bây giờ em sẽ cắt nó ra. Em cắt ra nha. Để cắt bột với cả nhà là bánh bao nó đang đếm từ 1 tới 10 bằng tiếng Trung Quốc đó cả nhà. Nó mới ngủ thức dậy xong rồi nó đi xuống nó khóc sùm hết trơn luôn. Cái em ẵm nó vô em kêu là đi vô đây nè làm gói bánh bao với mẹ nè. Cái hết khóc cả nhà, đứng đồ kén bột này nọ ha. Vui lắm. Em sẽ làm cái mấy cái bánh nhỏ nhỏ rồi cả nhà. Ê, đừng có nhồi lại. Đừng có nhồi lại mà, sao vậy? Con chảy ra cho mẹ. Trời ơi, quá trời luôn. Mấy cái này mẹ sẽ làm cái bánh nè. Bánh bao cắt nhỏ nha em. 1, 2, 3, 4. Treo này nè, ai vô bao đi nè. Ủa. Treo này mang bao, lãi bao, bao trừ nè. Ủa. Trừ mà tua. Ủa. Chứ này nay vô bao nó mà bao bao trời.
giờ hả? Con để này xếp vô đây cho mẹ. Mẹ của con. Rồi. Rồi. Đây. Đây là cái nhân, cái tô. Cái tô nhân này cả nhà. Bây giờ em sẽ để bên đây cái tô nhân. Ghê vậy. Mình sẽ đem cái tập về vô. Bây giờ sẽ cán luôn cả nhà. Cán bỏ nhân luôn nha cả nhà. Sẽ cán mấy cái ghẹ ở ngoài nó mỏng thì là mỏng cả nhà. Bây giờ một hồi mình sẽ gói mà. Gói mình mới gói vô được. Đây là cái nhân. Cái nhân là gồm có củ sắn, thịt bằm. Cái nhân là gồm có củ sắn, thịt bằm nữa cả nhà. Sau một hồi thì má chồng em cũng gói xong một cái mâm bánh bao rồi nè cả nhà ơi. Cả nhà có thấy má chồng em gói như thế nào cả nhà? Cũng rất này và nọ hay cả nhà. Cũng đẹp quá cả này nhà ơi. Lần đầu tiên thì em cũng mới thấy má chồng em gói bánh bao như vậy. Thì từ đó tới giờ thì lúc mà em qua tới giờ thì em tự em làm không à cả nhà. Em làm cho má chồng em ăn không à. Thì hôm nay má chồng em rảnh em mới kêu má chồng em vô gói cho vui luôn cả nhà. Để chồng nữa.
bây giờ em bắt đầu bắt cái chảo dầu lên cả nhà. Dầu sôi nóng nóng thì em bắt đầu bỏ bánh bao vô chiên nha cả nhà ơi. Mời cả nhà cùng xem em chiên bánh bao như thế nào, có thành công không nha cả nhà. Thì em làm khoảng nửa ký bột cả nhà, thì một phần nửa thì em sẽ chiên, còn một phần nửa thì em sẽ hấp để cho ba chồng với má chồng em sáng mai để ăn sáng nha cả nhà. Tại vì nếu mà chiên nhiều quá thì mình ăn không hết đó thì nó sẽ không ngon. Còn mà mình hấp thì mình để vô khăn đá thì mình ăn được nhiều ngày cả nhà. Thì do là em dùng thịt sống đó cả nhà, em thịt cái nhân á em không có xào trước, cho nên là em sẽ chiên với lửa nhỏ từ từ để cho cái thịt bên trong nó chín, rồi em mới chiên tới cái vỏ ngoài là với lửa lớn cả nhà cho nó giòn. Thì bây giờ em bắt đầu chở mặt nó nghe cả nhà. Mới có như vậy mà thấy nó đã vàng ơn rồi đó cả nhà ơi. Bây giờ vừa mà chở mặt mà vừa túa nước miếng luôn, vừa đói bụng luôn cả nhà. Cũng tới chiều rồi cả nhà ơi. Thì sau một hồi thì nó cũng đã chín rồi nè cả nhà ơi. Bây giờ em sẽ gấp ra nha. Mà khô lè hàm khô lè u mà đi mà khá lè sưu lè gà mì yè bò chì chì khá lè khá lè u khơ chè khơ chè tà gà mà mà yè khơ chè chè tù chì bà bò lèng gà tù chì bà bò chù yè tiên dì tù mùa mày chùa thiên mà mà chì sàn cơ đó y khoai ổ y cơ á khoai ổ y cơ á lặng chì mày. Ngon lắm đâu ơi. Ngoài giòn ra, ngoài giòn trong xốp nữa nè. Ở nhân thì nó rất là dễ ăn luôn. Chưa đi mà cái na bia của anh Trân. Bây giờ rồi thế trên chỗ thì đèn Trân thì đèn nè bánh bao đây này cả nhà. Cái này là em làm một bịch sữa tươi 180ml cả nhà. Dưới là thêm 250ml nước thêm. Không có hồi xem không ba? Ngon quá. Ngon quá. Ngon chưa hả? Bà bông chưa nữa hả? Bà ngàn bà bông. Bữa giờ bánh bao bữa này, mấy bữa này nó bệnh vô rồi, nó bực bội cả nhà ơi. Mình biết cho mình có chữ ra. Bánh nhân này em làm thịt bằm như cà lót băm nhuyễn cộng với dễ làm lắm nha, hạt nêm rồi đường bột ngọt vô rồi phi hành bao rô với gừng đó cả nhà, cho nó thơm lên rồi chế vô đây trộn nhiều điều cái nhân lên để vô tủ lạnh cho nó ngắm tiếng đồng hồ. Ngon không mà bán cả nhà. Hắn hồ xe, hắn hồ xe, nhìn phút xa.
ngon hơn là bữa ra ngoài thành phố mua ăn nữa cả nhà. À, quên cái nhân em có bỏ hai chiếc đập hai cái trứng hộp gà vô nữa cả nhà. Chồng bà cô chú rồi đó. Chồng bà cô chú rồi. Nó uống nước mình nó chào bà cô chú rồi thôi. Mẹ làm bánh bao mà bánh bao nó theo nó nhõng nhẽo quá cả nhà ơi.
Em hỏi má chồng em làm thì bán được không? Má chồng em nói được. Mà bỏ ít ít thịt lại cả nhà. Tại ở bên đây người ta bán ít thịt lắm. Có chút xíu chút gì thôi à. Ở nhà mình làm nó thì nhiều. Ở bên ngon mình thì thích ăn thịt nhiều. Ở bên đây ăn thịt ít lắm. Cứ để còn, cứ để buổi tối vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Chị nặng kìa. Nó nặng lắm à.